vị, đối với bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào, câu hỏi làm thế nào để chăm sóc con thật tốt, để con khôn lớn, khỏe mạnh là một câu hỏi luôn thực trực trong suy nghĩ và trong hành động của những ông bố bà mẹ này. Và trong thời đại phát triển như ngày nay thì các ông bố bà mẹ trẻ còn thường xuyên tham khảo trên sách báo hoặc là trên mạng internet những cái bí quyết để chăm sóc con thật là tốt nữa. À, vâng, và có một cái mối quan tâm chung của các ông bố bà mẹ đó là làm sao để có thể tăng được sức miễn dịch cho con. Vì là những năm đầu đời này thì cái hệ thống miễn dịch của các bé chưa có thể hoàn thiện. Phải đến năm 3-4 tuổi thì cơ thể của bé mới có thể sản xuất ra những kháng thể chống lại những cái tác nhân, chống lại nhiễm trùng. Chính vì vậy mà việc tăng cường sức miễn dịch cho con trẻ là điều hết sức là quan trọng. Trẻ có khỏe mạnh, phát triển tốt về thể chất và tinh thần hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch của bé trong những năm tháng đầu đời. Và đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ giải đáp được những băn khoăn của quý vị để chăm sóc con mình tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, bà mẹ nào thì cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, ít bệnh tật. Nhưng hệ miễn dịch của trẻ thường rất mong manh, đặc biệt là trong khoảng 3 năm đầu đời. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ? Chúng ta hãy cùng hỏi ý kiến của các chuyên gia nhé. Vâng, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Hoàng Thị Dạ Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Vâng, thưa bác sĩ, dân gian ta vẫn thường an ủi rằng là mỗi bé đều có một cái đốt, vượt qua cái đốt đó thì bé sẽ lớn vù vù, khỏe mạnh, ít bệnh tật. Điều này có nghĩa là khoảng 3 năm đầu đời thì trẻ thường mắc rất nhiều bệnh. Lý do là tại sao vậy, thưa bác sĩ? Là dưới 3 năm đầu đời, hệ miễn dịch của trẻ là nó rất là kém, đặc biệt là từ 6 tháng đến 12 tháng. Thì những cái kháng thể mà từ mẹ qua cho con bắt đầu nó bớt dần và chuẩn bị hết sẵn, cho nên tự bản thân đứa trẻ sẽ phải tự tạo lại cái hệ miễn dịch cho nó. Thì cái hệ miễn dịch mà để hoàn thiện nhất á, thì nó sẽ được tạo bắt đầu từ lúc mà từ 1 tuổi cho tới 3 tuổi. Sau 3 tuổi thì cái hệ miễn dịch đa số là hoàn chỉnh hơn, cho nên sau đó nó đỡ bệnh, mắc bệnh hơn. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì có những cách nào để chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ được không ạ? Để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ thì chúng ta cần để ý tới các vấn đề là về cũng như giấc ngủ của trẻ, bữa ăn của trẻ, giúp cho trẻ hoạt động tốt trong môi trường lành mạnh, và đặc biệt phải chú ý vấn đề tiêm chủng cho trẻ. Thì về cái giấc ngủ của trẻ em, thực ra người ta ít để ý lắm, nhưng mà có một số nghiên cứu họ đã thấy rồi, giấc ngủ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Và chính mà giấc ngủ ngon á, sẽ làm cho cái hệ miễn dịch của trẻ mạnh hơn, trẻ sẽ vui vẻ và khỏe hơn. Để giúp cho trẻ ngủ ngon thì các bậc cha mẹ nên chú ý đến cái việc là phải cho trẻ đi ngủ sớm và dậy cùng với gia đình, thậm chí là giấc ngủ của trẻ sẽ dài hơn. Có thể là trước khi đi ngủ á, cha mẹ nên cho trẻ tắm bằng nước ấm, rồi ru cho em trẻ bé dễ ngủ hơn. Về cái chuyện mà ăn uống của trẻ thì các bậc cha mẹ thì cái chuyện này ba chắc phải hay là để ý rồi, nhưng mà phải chú ý là vừa ăn đầy đủ chất, vừa đa dạng và phải cân đối các thực phẩm nữa. Các bà mẹ nên chú ý cho em bé uống sữa mẹ tới được ít nhất là 2 tuổi. Và khi mà ăn về trái cây thì nên chọn các trái cây mà giàu sinh tố như cam, xoài, lê, đu đủ, nho. Rồi mình xay, mình vắt ra cho em bé uống nước, cho những em bé mà chưa ăn được. Rồi các loại rau củ thì cũng phải chú ý các loại mà các thực phẩm có lợi cho sức khỏe như là bí đỏ này, các loại đậu, súp lơ, cà chua, rau bồ ngót. Cùng cung cấp cùng với thịt, cá, trứng để cung cấp đầy đủ các chất như là vitamin A, B9, B6, B12, kẽm, selen. Thì chính những cái chất này làm nó tăng cường cái hệ miễn dịch của trẻ. Và vấn đề tiêm chủng là không được quên. Cho nên chúng ta hướng dẫn cho các bà mẹ, ông bố là nên hoàn thành cái việc tiêm chủng cho em bé, cố gắng hoàn thành trước 6 tháng cho tốt nhất. Và chú ý cho uống cái vaccine rotavirus để phòng ngừa tiêu chảy nữa. Ở trẻ từ 6 đến 8 tuần tuổi. Ngoài ra một cái vấn đề mà người ta ít quan tâm tới đó là phải tạo một môi trường vận động cho em bé, chứ không phải là lúc nào mà con hơi phá một tí ra mẹ lại trách sao con nghịch như vậy rồi cuối cùng cho con ngồi yên là không đúng. Mình phải tạo cho em bé một cái môi trường khi mà vận động á, cái tế bào miễn dịch nó sẽ di chuyển nhanh hơn và nó tạo cái khả năng đối kháng với vi trùng tốt hơn. Mà khi được vui chơi thỏa thích ấy, thì trẻ nó cũng được là thư giãn nữa. Thì khi các bạn sẽ thấy là nếu mà nó vui vẻ hơn thì đó là một yếu tố quan trọng để giúp cho hệ miễn dịch của trẻ còn khỏe mạnh hơn nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ về những trao đổi rất quý vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thị Dạ Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, chúng ta đã có những khái niệm về cách chăm sóc cho trẻ, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, bởi vì chúng ta đều biết rằng nếu như trẻ ít bệnh tật và khỏe mạnh thì có thể sẽ mau đạt tầm vóc tiêu chuẩn khi lớn lên, phải không ạ? Và trẻ cũng sẽ nhanh nhẹn và thông minh hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tiết mục của chúng tôi hôm nay. Một số bạn thắc mắc rằng làm sao để cắm được hoa hồng nở vào đúng thời điểm mình mong muốn. Chu kỳ của hoa hồng trổ bông thường từ 45 đến 55 ngày tại các vùng có khí hậu nhiệt độ.